Vâng, để mẹ Hồng Sơn chào bác. Hôm nay bên cửa em lại làm video ngắn một chương trình ưu đãi cho bác. Thì vừa rồi em có bán một lô hàng Tanaka này với giá là 620.000, nhưng mà em bị bom nhiều đơn quá bác. Nên là hiện tại em còn sót lại 20 máy Tanaka này bị vỡ hộp, tất cả đều là máy mới chưa qua sử dụng. Nghe là hàng bị hoàn này, nhất là hàng nguyên hộp này các bác ơi. Hàng nguyên hộp này, đấy giá 620 này, khách đến nơi không nhận. Nguyên hộp này vẫn nguyên. Đang gọi điện cho bác. Thì hôm nay bên em làm chương trình ưu đãi bán lỗ cho các bác. Bộ Tanaka này thì em đang nhập là giá là 500.000 cho một cây. Đấy, nếu bác nào lấy thì em để cho các bằng giá nhập luôn 500.000 và cộng thêm 30 tiền ship các nhá, thì sẽ là 530.000 một bộ, bao gồm là một thân máy này, một cover, một thân đá. Đây là hộp này. Đây. 530.000. Đây. Đấy, 530.000 sẽ đầy đủ cho bác cả một máy này, đi kèm một cover, một tay cầm, một đá nhé. Đấy. Giờ nếu bác nào quan tâm thì hãy liên hệ số điện thoại Hoa Na chân hình 0967852414. Đấy. Về cái này thì em ưu đãi các bác 500 nhưng mà vẫn bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Cái này thì bán không có lãi nên là em chỉ có thể bảo hành các bác 6 tháng thôi. Đấy, tất cả đều máy mới. Mà cam kết đã đồng 100% nhá. Nhà nào quá vào chuyên tâm phải tháo thực tế cái máy ra kiểm tra luôn. Đấy. Đây, vừa rồi em có cho bác một bác có thợ tháo này. Các bảo chuyên tâm lỗi đồng có tháo ra xong cuối cùng vứt luôn cái đầu máy, còn mỗi cái thân máy này. Thì là cái thân máy này coi như là vứt. Đấy. Có mỗi cái đầu thôi. Mất đầu máy có mỗi thân máy thôi. Đấy, lỗi đồng chứ không phải không. Đấy. Đấy. Thì đấy, em bán với giá là 500.000 trên một thân nhá. Và có và cộng thêm 30 tiền ship nữa là 530.000. Nếu là quan tâm thì liên hệ số điện thoại Hoa Na cho mình 09678 5214. Và các bác đừng quên đăng ký kênh nhé để nhận những chương trình ưu đãi tiếp theo của bên em. Thì hiện tại em có nhận lại được một đống máy mới này chưa qua sử dụng để làm chương trình tiếp theo cho các bác. Đấy, nên là các bác hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo những video mới tiếp theo của bên em nhé. Đấy. Và sau đó có phiếu bảo hành đầy đủ cho bác nhé. Bên em bảo hành 6 tháng vì hàng còn lại thì các bác thông cảm, em chỉ được bảo hành 6 tháng thôi. Đấy. Nếu vâng thì em xin phép kết thúc video tại đây. Nếu bạn nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp qua em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Vâng, em xin cảm ơn.